rồi, đây rồi, đây rồi. Người mà tôi thì tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi. Đó, đây, mọi người ơi, giới thiệu với các bạn. Đây, à, bạn ơi, bạn đi đâu vậy? Nè, tôi cho bạn bánh nè, bạn ăn ngon. Trời ơi, cái nét mặt tự ái, cái nét mặt trời ơi thiệt á. Cái đó là cái gì vậy ta? Cái đó là cái gì vậy? Trời, bạn ơi, nè, mình có cho bạn nè, nhưng mà bây giờ không biết là bây giờ đưa làm sao cho bạn ăn đây. Hả bạn? Ừ. À, thôi mà, đừng cái trời ơi, cái đó mà sao tự nhiên đập nó trên đầu, gắn trên đầu. Có được. Không có được, gắn nó trên đầu đi rồi lấy cái này thôi. Cái đó lá, đừng có để trên đầu không có được. Đây nè, nè ăn không? Ăn nha. Nghĩ đi thôi mà, người yêu anh sẽ... Ờ, thiệt tình luôn á, có cái gì đâu mà. Bây giờ làm sao cho bạn ăn ăn? À, ở bên kia có cái lỗ trống trống kìa, chắc nhét vô được cho bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Ok nè, mình cho bạn nè. Ôi ôi, nè chỉ nha, thật sự luôn nha. Nè, kêu lấy cái tay đưa vào bên đây nè. Nè. Đây nè, trời ơi, tôi nói thiệt luôn là rất là thông minh nha mọi người nha. Kêu là đưa qua bên đây nè, đây nè. Nè. Ây da, đợi tí đó. Ồ, thấy chưa mọi người, rất là thông minh nha. Rất là thông minh, từ ở bên kia rồi xong rồi coi như cho. Rồi xong rồi tự nhiên. Rồi, đó, rất là thông minh nha cả nhà, đứng ở bên kia là kiến. Biết ở chỗ này có một cái khoảng trống, đi qua từ bên đó qua bên đây xong mà thọt cái tay ra vũ là đánh là kêu là đem bánh qua bên đây để cho ăn. Rất là hay luôn đó, thông minh ghê chưa. Bởi vì ta nói rồi không ăn rồi hửa sao mà dục luôn. Không mà khổ gì hả bạn? Không mà khổ gì hả hay sao? Bạn muốn ăn gì bạn nói đi, rồi bạn lấy cái tay bạn móc cái gì ở dưới vậy? Ăn cái gì nè? Ăn gì? Bây giờ lấy ra cho nha. Đi mua gì cho bạn ăn nha. Ăn không? Nè, thôi vậy thôi. Nè, thôi giờ cho tiền nè, đi mua gì ăn đi. Nè, bây giờ cho tiền nè. Nè, nè. Đừng có móc nữa, lấy cái tay móc cái gì ở dưới gì trời. Dơ nè, bây giờ cho một cái gì nè, cho 10 ngàn này, cho muối gì ăn đi. Nè nha, nè 10 ngàn nè, lấy từ đây đi, lại ra qua bên đây lấy. Nè, 10 ngàn. Hả? Ở đây hả? Chỗ này đóng cửa kính rồi nè, lấy từ bên đây nè. Đây nè, từ đây qua đây đi. Không có móc nữa, dơ. Trời ơi. Đây nè, thôi ra lấy cái chai này rửa tay nè. Đây có cái chai rửa tay nè. Đâu rồi, rửa tay nè. Rửa tay đi cho nó sạch sẽ. Trời ơi, bạn ơi, bạn phiền quá. Đây nè. Nè, chai nước rửa tay. Rồi, trời ơi, bạn cứ móc hoài luôn à. Thiệt sự luôn á, bạn cứ móc hoài luôn mà đưa cái chai nước rửa tay cho bạn để cho bạn ấy. Nha, nè, đưa đó hả? Đưa qua đó hả? Nó thò cái tay ra nó lấy á, khôn dễ sợ luôn á. Nó đứng ở đằng kia xong rồi cái gì hay cái xúc xích này nó ăn không được. Ăn được mấy cái đó đâu vậy chị, ăn cái đau bụng á chị ơi. Bánh sờ nách đi ha. Nó ăn kem được. Sờ nách không? Sờ nách ha. Không biết sờ nách nó bằng. Sờ nách ở đó 10 ngàn. Sờ nách qua tay đi, đừng có cay. Cái nào không cay nhé? Đó. Đó, mọi người thấy cái tay, nó lấy cái tay nó đánh vô đó mọi người thấy không? Đó mọi người thấy kêu, nó kêu. Nó kêu mình qua mình đưa cho nó đó, nó lấy cái tay nó đánh. Ồ nó khôn gì mà khôn dữ gì trời. Gõ cốc cốc. Ở đâu?
Bây giờ thọt cái tay ra phải không? Không có đưa vô được. Cái lỗ nó nhỏ lắm, không có đưa vô được. Bây giờ phải đưa một cái gì đó nó nhỏ nhỏ thì mới vô được, chứ còn này. Ê, đưa từng miếng á. Đưa từng miếng á. Trời trời ơi. À. À ok ok nè, ok. Nè. Giận rồi. Giận á. Thôi. Nè, đưa từ ra nè. Nè. Nè, đưa cái tay ra. Ok, đây nè, đưa ra. Nè, ra đây. Ok, hello. Đấy, ta đưa rồi đó. Đâu? Đó. Ta đưa rồi. Đấy, nó đâu có thọt ra đâu. Nó sợ bị bắt thôi. Đây. 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 Nè nè nè. Chụp nè. Sao mà lại chụp được? Nấm nha, lấy cái cây nè, kêu là để dưới cái khe này nè. Rồi nó lấy cái cây, nó lấy cái cây nó khều nè. Nè nha. Nè. Ok không? Nè, rõ ràng nha. Rất là khôn luôn. Đi, đi kiếm cái cây, đi kiếm cái cây. Và tiếp theo là một con động vật rất là đáng sợ. Tiger. Wow. Tiger bạc. Nếu ai không muốn say xỉn, hãy uống Tiger bạc. Tiger bạc giá có 12.000 thôi. Đây, Tiger bạc. Còn không là Laru. Mèo 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 cái mặt như cọp. Hey, khỏe không? Khỏe không? Ok không? Ổn chưa? Ngóng trông gì? Đêm đã khuya hơn rồi, ngủ sớm đi em, mai còn tương lai. Bạn ơi, bạn đang ngóng trông ai vậy? Ngóng trông ai vậy? Bạn vào đời lâu chưa? Cuộc đời là tia nắng, nhưng bờ mà em sống tươi. Tia da da ta đắng nếp hơi. Ôi cuộc đời bao ngàn ý tơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Tiger bạc nha mọi người nha. Tiger bạc rất đẹp nha, có một con thôi. Thức ăn của bạn là các loại thịt. Thịt mình nó cũng ăn được. Bye bye. Bye nha. Hello. Là Tiger bạc, còn bên đây là Tiger nâu. Tiger nâu. Ôi Tiger nâu. Ôi. Ôi. Đây là ông hổ đó mọi người. Đây người ta gọi là ông hổ. Hai ông hổ luôn nha mọi người nha. Mình gặp ông hổ là cũng là may mắn lắm. Thường là mình vô đền, vô đình rồi đó. Mà mình hay mình phải vô cái chỗ ông hổ á.
là mình vái ông hổ để ông hổ cho mình đường đi nước bước, rồi coi như là nó thông toán á. Cái gì nó cũng trơn tru, gọi là ta sao ta là gì, tung bừng xuôi gió, và lúc nào cũng có một cái sức khỏe strong mạnh mẽ đó. Ông hổ, ông hổ ổng đi vòng 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 vậy ha, đi tới đi lui vậy đó, công nhận rảnh ha, ảnh rất là rảnh luôn, đi tới đi lui vậy đó. Bạn ơi, bạn đó là bạn hổ đực á, còn bạn này chắc là bạn hổ cái. Cọp là cọp Đông Dương, cọp Đông Dương, cọp này là cọp con nè mọi người, đây là những chú cọp con đó, và nó đang chơi đùa với mẹ nó. Đây là thú đang sinh sản mẹ đó, còn này là hai chú cọp con này đó. Còn bạn ấy đang đang ị đó, đang nó ị ị mà cũng không yên nữa, ị mà không yên với con cọp con nữa, thấy không? Nó lợi nó cứ chọc ghẹo, nó phá phách được hai chú cọp con dễ Nó thương nói mẹ mẹ giữ ý, mẹ có tắt. ha. Đây là chuồng thú đang sinh sản, animal breeding area. Animal là thú, breeding là sinh sản, chuồng thú đang sinh sản. Với cái động từ nè, breed là sinh sản, cộng thêm cái động từ in nè, động từ in vô là đang sinh sản. Breeding là đang sinh sản, animal là thú, thú đang sinh sản. Area là cái vùng, vùng chuồng, một cái nơi mà gọi là ấy đó, là animal breeding area. Ok. Ôi, bên đây lại có một cái bạn nữa, đây vẫn là cọp Đông Dương cả nhà, cọp Đông Dương, chuồng cọp. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, vậy là ở đây cũng nuôi giữ cũng rất nhiều cọp ha, cũng 6, 7 con á. Ok, hello, 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 xin chào các bạn, xin chào ông hổ. Ông hổ ơi, ông thương con, ông độ cho con có nhiều sự may mắn. Dạ, sắp tới Noel rồi, Minh Dũng sẽ dẫn mọi người đi tham quan một loại động vật cũng có tên là gấu Noel. Jingle bell, cái jingle bell. Gấu Noel xích vô cho người ta biết gấu Noel là sao. Mặt rất là Noel luôn nha mọi người, mặt rất là mùa đông băng giá luôn. Đây, gấu Noel nè. Trời ơi, mọi người thấy không? Lạnh đến nỗi mà con mắt buồn, thậm tệ lè lưỡi luôn nè. Đó, nó lè lưỡi luôn nè mọi người. Lạnh quá mà, người ta gọi là lạnh lè lưỡi đó. Gấu Noel, bé Noel được sinh ra tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn trong thời điểm mà người dân trên cả nước đang háo hức chào đón lễ Giáng sinh. À, bà này bả sinh ra vào cái mùa Noel, hiểu không? Ngày 24 tháng 12, không biết năm nào đây. Năm nào không biết nữa. Đâu? Năm 2020, 23 tháng 12, bả sinh là coi như trước Noel một ngày đó, cho nên người ta đặt bả gọi là gấu Noel đó, chứ không phải là trên đời này có một cái loại gấu Noel. Tôi lại tưởng trên đời này có một cái loại gấu mang tên là gấu Noel, nên là tôi hát Jingle Bell. Rồi bây giờ là biết bả sinh vào cái tháng Noel rồi nha. Còn đây là gấu chó. Một loại gấu chó. À, nó thuộc lại họ gấu đó mọi người, nhưng mà nó chắc là nó chơi với con chó nhiều quá cho nên ta gọi là gấu chó. Nó chứ không phải vậy đâu, chứ nhìn cái mặt này, cái mặt nó giống con chó đó mọi người, cho nên ta gọi nó là gấu chó. Bây giờ mình đi tham quan, mình đi xem cái bạn gấu Noel. Bây giờ từ năm 2020 tới nay là năm 2023, 3 năm rồi, bạn ấy sống ra sao, khỏe mạnh như thế nào ha. Đi. Không thấy đâu cả. Bạn gấu Noel ơi, hello gấu Noel, bạn nào là gấu Noel vậy? Có hai con mà mình không biết bạn nào là gấu Noel. Nếu mà bây giờ mình nhìn mặt bạn nào mà giống con chó thì nó là gấu chó, còn con Không, còn lại gấu nó là gấu Noel. gấu Noel là gấu chó, sinh thời điểm Noel gọi là gấu Noel. À, à thì ra là vậy.
nó vốn gì nó vẫn là gấu chó đúng không? Gấu ơi, gấu ơi, Vi ơi, gấu ơi, bạn ấy ở trong rồi, bạn gấu chó ra thì đây. Nó kêu tên là, nó kêu là gâu, phải không? Gấu rồi mà còn lại chó, lại chó là kêu gâu. Thử nha, gấu chó kêu làm sao thì bây giờ mình thử mình suy diễn ra cái con gấu chó nó kêu làm sao nha. À, giống vậy nó tên là gấu mà con chó thì nó sủa gâu gâu thì giờ nó kêu nha. Gâu. Đi tới đây cái nhức đầu. Tại vì nghe cái mùi nước đá sư tử, nước đá cọp rồi đó, nước đá gấu rồi đó, nhức đầu dễ sợ luôn. Cái mùi nó nặng thì là nặng luôn. Ở nhà mình nuôi mấy con mèo mà nó đái thôi là mình nghe nhức đầu rồi. Nước đá sư tử. Đây. Bạn sư tử, này là sư tử cái nha. Thường sư tử đực là nó có cái bồm. Ở đây là sư tử cái nè. Này chắc chưa ai chọc ghẹo nó cho nên nó chưa có nó ấy thôi. Chứ người ta nói là giữ như sư tử cái đó hoặc là sư tử Hà Đông á đó. Bạn á, tôi nói đúng hả? Tôi nói đúng hay sai? Tôi nói đúng hay sai mà bạn chớp mắt? Nói đúng hay sai mà bạn chớp mắt đó. Ê, ôi bạn, trên người của bạn ấy nó có những cái vết lở nha mọi người nha. Nó có những cái vết lở, chắc là đi đứng không nổi rồi hay sao? Liếm tay liếm chân đồ. Đó. Sư tử thì chỉ có một con thôi và nó có những cái chuồng nè, có cái cửa để thông ra. Bạn ơi, bạn thấy mỗi thấy có vú đàng hoàng nha, cái vú đó chứ không xệ xuống vậy đó, chắc cũng mấy lứa rồi. Nè, mấy đứa đó. Và bây giờ tôi mới thấy được con sư tử. À, thôi bây giờ là mình đã thấy cọp rồi, sư tử rồi, gấu rồi, những cái con động vật bự hoành tráng rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm vua cao cổ và voi cho mọi người nữa nha. Rồi mình sẽ kết thúc cái cuộc hành trình khám phá The Zoo Thảo Cầm Viên tại Sài Gòn nha cả nhà nha.